chào đón các bạn khán giả đến với chương trình Nhịp sống trẻ. Các bạn thân mến, vào mùa dịp cuối tuần chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong nhịp sống muôn sắc màu của thế giới trẻ. Vâng, có thể nói tất cả các hoạt động nổi bật về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các hoạt động cộng đồng xã hội hay những hot trend được giới trẻ chú ý đều được chúng tôi cập nhật liên tục trong các số phát sóng hàng tuần. Hy vọng rằng chương trình Nhịp sống trẻ sẽ là một điểm hẹn cuối tuần không thể bỏ qua của các bạn. Còn bây giờ hãy cùng điểm qua những nội dung chính của chương trình. Xuất hiện trong một bằng trẻ là Lê Thị Anh Thư, cô gái có nhiều cách làm sáng tạo để lan tỏa đặc sản truyền thống Huế. Cặp nam trẻ, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ môn thể thao thu hút nhiều người trẻ. Góc nhìn về cuộc thi Việt Nam Piano Got Talent sẽ khép lại chương trình. Đất Huế thơ mộng không chỉ với sông Hương, núi Ngự, với lăng tẩm đền Đài, mà còn độc đáo bởi những con người tài hoa khéo léo đã tạo ra một nét ẩm thực đặc trưng mang đậm màu sắc của vùng đất xinh đẹp này. Với sự tự hào và tình yêu quê hương, ngày càng có nhiều người trẻ chọn gắn bó và lan tỏa những món ngon truyền thống của xứ Huế. Lê Thị Anh Thư là một cô gái như vậy. Với những phương thức mới mẻ, sáng tạo, Anh Thư đã đưa món mứt gừng truyền thống Huế trở nên thơm ngon, mới lạ, thu hút cả thực khách trong và ngoài nước. Một bạn trẻ hôm nay hãy cùng gặp gỡ Lê Thị Anh Thư với hành trình lan tỏa món mứt truyền thống của quê hương xứ Huế đi khắp muôn đời. Từ nguyên liệu thân quen, cùng với những cách làm sáng tạo, mứt gừng xứ Huế đã trở thành một đặc sản được nhiều người yêu thích. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cổ đô, Lê Thị Anh Thư luôn tự hào về những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương mình. Đặc biệt, cô gái này luôn dành nhiều tình yêu và đam mê với văn hóa ẩm thực của xứ Huế. Sau một thời gian theo học chuyên ngành kỹ sư công nghệ thực phẩm và thạc sĩ công nghệ sinh học ở Thái Lan, Lê Thị Anh Thư đã bỏ qua nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn và chọn trở về quê hương để bắt tay với công việc khá thú vị, phát triển sản phẩm đặc sản từ nguyên liệu gừng Huế. Huế có các nguyên liệu mà rất là đặc trưng, rất nổi tiếng, trong đó gừng Huế được mọi người biết đến. Mình tận dụng và khai thác cái tối đa các cái tính chất của nguyên liệu để tạo ra các cái dòng sản phẩm mới phù hợp với thị trường người tiêu dùng, đồng thời là góp phần kết hợp với văn hóa cũng như là con người, tạo ra một sản phẩm mới mang đến những cái giá trị của với văn hóa của quê hương, giới thiệu với bạn bè ở khắp mọi nơi. Mứt gừng không còn xa lạ với người Việt. Thế nên để mang đến một hương vị thơm ngon, hấp dẫn hơn cho món ăn này, Anh Thư cũng đã mất khá nhiều thời gian nghiên cứu cũng như đổi mới trong phương thức sản xuất. Huế có nguồn nguyên liệu đa dạng phong phú và chất lượng cao. Qua đó có cái nền tảng để cho tạo ra các cái sản phẩm tốt hơn. Cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng khởi nghiệp, mọi người khuyến khích là đồng viên lẫn nhau để cùng nhau bước đến một cái tương lai tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng gặp không ít thách thức. Một phần là do các cái sản phẩm của mình là các cái sản phẩm mới nên là nó sẽ tốn về thời gian, về nghiên cứu và các phát triển. Do ứng dụng các cái công nghệ mới hiện đại, ví dụ như là công nghệ sấy lạnh, công nghệ sấy thăng hoa hoặc là công nghệ sấy tiệt trùng, cao nên nó sẽ mất nhiều thời gian cũng như là chi phí về đầu tư nó khá là lớn. Thảo gỡ những nút thắt, Lê Thị Anh Thư đã tìm cho mình những lối đi riêng, có nhiều sáng tạo cải tiến để làm ra những sản phẩm chất lượng và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Không chỉ dừng lại ở một món ăn, qua từng sản phẩm, Anh Thư còn gửi gắm vào đó cả những câu chuyện văn hóa của vùng đất sông Hương núi Ngự. Sự chăm chút tỉ mẩn, sự sáng tạo đầy khéo léo đã giúp cô gái làm nên một món mứt truyền thống đậm vị quê hương. Mình cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào trong việc lan tỏa cái ẩm thực văn hóa của Huế đến các cái nơi xa, và không chỉ là ở trong nước mà ở con qua nước nữa, mà được các cái bạn bè quốc tế biết đến. Qua đó khẳng định vị thế của nền văn hóa và ẩm thực của Huế một cách tốt hơn. Mô hình sản xuất mới đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao của thực khách. Mỗi năm sản xuất từ 3 đến 4 tấn gừng, góp phần tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương. Niềm vui như được nhân lên gấp bội lần khi Anh Thư đã gặp gỡ và mang đến cơ hội việc làm cho nhiều người.
Đến thời điểm hiện tại thì mình đã đồng hành cùng chị Thư và Huệ Phạm được 2 năm. Thì qua cái thời gian làm việc của chị Thư thì mình đã học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình sản xuất là chị là một người kỹ càng và luôn đồng hành theo sát với đội ngũ trong tất cả các công đoạn để đem đến những thức quà đặc sản Huế đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Sản phẩm mứt gừng của cô gái 9X cũng đã được lan tỏa và ghi dấu ấn ở rất nhiều sân chơi khởi nghiệp của tỉnh nhà. Những hũ mứt thơm ngon mang đậm hương vị quê hương của anh Thư đã được rất nhiều thực khách trong và ngoài nước biết đến. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc và là động lực giúp cô gái 9X tiếp tục gắn bó và mang những món ngon xứ Huế đi xa hơn. Thời đại số hiện nay thì ngoài cả cái kênh truyền thống như là cả kênh đại lý hoặc là kênh bán lẻ thì bên mình tiếp cận thêm cả cái kênh thương mại điện tử online thông qua các cái hình thức thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, TikTok cũng như là kết hợp với bảng website trên các nền tảng, và đồng thời là hiện nay xu thế là livestream bán hàng kết hợp với các bảng KOL, KOC để có thể lan tỏa các sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng một cách tốt hơn. Livestream hiện tại đang là một cái xu hướng được đẩy mạnh trong thời gian hiện nay. Thì chị Thư đã tận dụng cơ hội này đưa cái sản phẩm của mình vào trong cái phiên live. Mình hy vọng rằng là với những cái cách làm sáng tạo như vậy thì đóng góp cho cái sự mức tiêu thụ nông sản của người nông dân ở tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Không chỉ thành công với chính đam mê mà anh Thư đã góp phần gìn giữ, tiếp nối và phát triển những tinh hoa văn hóa ẩm thực của quê hương xứ Huế. Và đó cũng là cách để cô gái trẻ thể hiện tình yêu với quê hương mình. Thể dục thể thao được xem là phương pháp rèn luyện sức khỏe có hiệu quả, giúp nâng cao sự dẻo dai và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hiện nay, tập luyện thể thao được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, bài tập khác nhau. Với sự tiện lợi về không gian luyện tập, thời gian linh hoạt và nhiều lợi ích thiết thực mang lại cho sức khỏe, cầu lông cũng là một trong những bộ môn được giới trẻ ưa chuộng. Cặp nam trẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ môn cầu lông và một vài sân tập cộng đồng thuộc giới trẻ ở xứ Huế. Là môn thể thao phổ biến, dễ luyện tập và không phân biệt độ tuổi. Cầu lông là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và tinh thần cho người luyện tập. Cũng vì thế mà nhiều giải đấu, sân chơi được hình thành và thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ. Mình yêu thích bộ môn cầu lông bởi vì nó đem lại cho mình niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng, nâng cao được cái tinh thần đồng đội. Một tuần mình dành cho cầu lông là khoảng 4 buổi. Ra đời từ thời La Mã cổ và được giới quý tộc Anh Quốc chơi tại thành phố Badminton. Từ đó môn cầu lông được lấy tên quốc tế là Badminton. Cầu lông là môn thể thao dùng vợt đánh vào quả cầu được làm từ chất liệu thay đổi qua các thời kỳ. Người chơi đánh qua lại trên lưới cao 1,55m, đặt giữa sân hình chữ nhật, có vạch kẻ riêng. Đây cũng là một trong những môn thi đấu chính thức của giải Olympic. Tại thành phố Huế, ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia chơi cầu lông. Để nâng cao và lan tỏa tinh thần thể thao, đã có nhiều giải cầu lông quy mô, chuyên nghiệp được tổ chức. Vũ Bảo Sport là một trong những giải cầu lông phong trào tại Huế với số lượng hơn 1.000 vận động viên thi đấu. Mình mong muốn là sẽ tạo ra được cái sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người được giao lưu và học hỏi ở cả thị xã và huyện và thành phố, phát triển về bộ môn cầu lông này càng ngày càng đi lên hơn nữa. Mình quá là ngợp vì cái số lượng rất là đông, quy mô rất là lớn, được giao lưu học tập với nhiều người xung quanh. Việc liên tục quan sát đối thủ và hưởng cầu bay với tốc độ cao trong trận đấu đã giúp cho người chơi cải thiện hơn về phản xạ và sức bền của cơ thể.
Ngoài ra, cầu lông cũng giúp giải phóng nguồn năng lượng mệt mỏi, mang đến sự sảng khoái cho tinh thần. Giải đấu đã mang đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính và mãn nhãn. Đó không chỉ là cơ hội để các vận động viên trao dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ thi đấu, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong tỉnh. Với cầu lông thì mình nghĩ có cần những kỹ năng là quan sát tốt, nhanh nhẹn khi di chuyển và đặc biệt là có sự kết hợp nhuần nhuyễn với đồng đội hơn. Nếu bạn chơi cầu lông để giải trí và rèn luyện sức khỏe hàng ngày thì chỉ cần một không gian đủ rộng, cặp vợt và vài quả cầu là những trận cầu đã có thể diễn ra. Những không gian xanh mát, thoáng đãng tại các công viên hay địa điểm sinh hoạt cộng đồng ở quanh thành phố Huế là sân tập yêu thích của các tín đồ luyện tập cầu lông. Mình thì thường hay đi chơi cầu lông ở sân học viện hành chính, hoặc đôi khi rảnh thì mình sẽ lên chơi với các bạn ở trường đại Quang Trung đây. Mình có thể chơi ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần hai người chơi với nhau là được, nó cũng rất dễ chơi mà. Giảm stress ra thì cầu lông nó giúp mình sức khỏe mình nó tốt hơn, chân tay mình nó nhanh nhẹn hơn, rồi sức khỏe nó dẻo dai hơn. Cầu lông tạo cơ hội cho người chơi giao lưu, kết nối và xây dựng tình đồng đội. Chọn cho mình môn thể thao phù hợp và yêu thích cũng là cách để bạn có thêm niềm vui, sự thư giãn sau những bộn bề của cuộc sống. Các bạn thân mến, nếu âm nhạc là một phần không thể tách biệt khỏi cuộc sống, thì piano là một trong những nhạc cụ tạo nên linh hồn cho âm nhạc. Điều gì đã khiến các bạn trẻ yêu thích và dành niềm đam mê với những phím đàn dương cầm? Hãy cùng Ngọc Linh tìm hiểu. Một ngày mình tập khoảng 2-3 tiếng để chơi piano và mình thấy cực kỳ thoải mái. Có vậy cái cảm xúc mình không thể nào thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói hay là mấy cái phương tiện khác. Piano là một cách rất là tốt để mình có thể giải tỏa cũng như là thể hiện cái cảm xúc của mình. Chặng đường của mình với piano á, nó như là cuộc trò chuyện với hai người bạn vậy đó. Ngay từ khi 3 tuổi thì mình đã biết đến những tác phẩm rất là bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, của nhạc sĩ Nguyễn Duy hay là của nhạc sĩ Vũ Thanh An trên chương trình phát sóng văn nghệ Thị Nga Paris By Night. Và từ đó niềm đam mê trong mình bắt đầu trỗi dậy và mình bắt đầu học piano từ những thứ cơ bản nhất là nhạc nhẹ. Đến khoảng năm mình 8 tuổi thì mình vô tình nghe được những giai điệu rất là du dương và trong bổng của tác phẩm Sonata Ánh Trăng của nhạc sĩ Beethoven, thì bỗng nhiên trong mình lại dâng trào lên những cái niềm đam mê với piano cổ điển. Mình đã theo nó được 6 năm nay rồi. Cái nguồn động lực lớn nhất của mình là đến từ ba mẹ và thầy cô, và từ một bộ phim. Bộ phim đó tên tiếng Anh là Your Life in April. Cậu học sinh được mệnh danh là thiên tài piano trải qua một cái biến cố là mẹ cậu ấy mất. Cậu ấy không thể nghe thấy tiếng đàn piano nữa. Nhưng mà có thêm một nhân vật nữa là mình gọi là nữ chính ha, thì là cô ấy đã truyền động lực cho cậu ấy và cùng nhau đứng trên sân khấu và biểu diễn. Thì lúc đó mình cảm thấy là đứng trên sân khấu rất là thú vị. Thanh âm trầm bổng du dương của tiếng đàn piano vang lên luôn khiến người nghe cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng, đặc biệt là tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn của những người yêu nhạc. Và bây giờ, mời khán giả của Nhịp Sống Trẻ chúng ta cùng thưởng thức những phần trình bày tài năng của các bạn trẻ đến từ cuộc thi Piano Việt Nam Got Talent. Những âm thanh trầm bổng, những bản nhạc du dương tha thiết và cả những cảm xúc đặc biệt của những ngọn đàn điêu luyện. Tiếng dương cầm luôn cuốn hút và đánh thức những tâm hồn yêu âm nhạc. Cuộc thi Việt Nam Piano Got Talent diễn ra lần đầu tiên do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức. Không chỉ gói gọn trong khu vực địa phương mà còn lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của nhiều thí sinh chuyên lẫn không chuyên đến từ nhiều nơi trên cả nước. Không chỉ là cơ hội để thể hiện bản thân,
đây còn là dịp để kết nối những trái tim yêu âm nhạc. Cảm xúc của mình rất là vui và hạnh phúc khi được đứng trên một sân khấu lớn trình diễn như vậy. Đây là một cái ước mơ mà mình đã ấp ủ rất là lâu rồi. Mình đã được cháy hết mình trên sân khấu và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Thỏa sức bay bổng với những giai điệu yêu thích. Đặc biệt họ còn được thể hiện tác phẩm do chính mình sáng tác. Những giai điệu, những bản nhạc đặc sắc như gói tròn cả tình yêu, niềm đam mê và cả những dấu ấn riêng của mỗi tâm hồn. Sân khấu thì cảm giác rất là hồi hộp, nhưng mà khi mà đặt tay lên phím đàn thì những cái cảm giác hồi hộp nó bay đi mất. Và mình thích chơi những cái âm nhạc cổ điển là bởi vì nó mang cho mình một cảm giác hoài niệm. Điều kỳ diệu từ những phím đàn piano chính là yếu tố âm vực rồng và thanh thoát của tiếng đàn. Từ âm thanh du dương như dòng suối, dâng trào dữ dội như bão tố, hay trong trèo như ảnh trăng khuya, tất cả đều được các bạn trẻ thể hiện tinh tế, khơi gợi nhiều cảm xúc cho người thưởng thức. Đang là trắng và đen nhưng nó có thể tạo nên được giai điệu rất là du dương và rung động lòng người. Việc được tranh tài cùng các bạn ở thí sinh khắp mọi miền Tổ quốc là một cơ hội rất lớn để mình có thể phát triển bản thân và trau dồi kinh nghiệm, biết năng lực của mình ngang đâu và cần khắc phục những điểm nào để ngày càng phát triển bản thân hơn. Bằng ngôn ngữ của âm nhạc, đa dạng phong cách trình diễn, mỗi tiết mục trong đêm thi như mang đến những lời thủ thỉ tâm sự nhiều cảm xúc cho khán giả. Đó cũng là điểm hẹn gặp gỡ và chấp cảnh ước mơ cho những tài năng âm nhạc. Piano thực sự khiến con người xích lại gần nhau, làm phong phú và mang đến những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc. Phải ngẫu nhiên mà những nhà thiên tài âm nhạc đã ví piano là vua của các loại nhạc cụ. Piano mê hoặc lòng người bởi những âm thanh kỳ diệu. Vâng, đúng vậy Diệu Ánh. Và hy vọng những giai điệu tuyệt vời ấy cũng đã mang đến cho các bạn khán giả của chúng ta những phút giây thư giãn thoải mái. Chương trình hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.